الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويخرج إلى المسجد جاهزا للصلاة. Thì cái căn bản đó là một người Muslim và chuẩn bị những cái nghi thức ở nhà, như là nghi thức lấy nước vũ tụ, lựa chọn những cái trang phục thích hợp để đi tới thánh đường để hành lễ Jama'ah, hành lễ tập thể của mọi người. نعم يعني لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل أحسن. Thì việc tốt nhất đó chính là chúng ta nên lấy nước vũ tụ ở nhà. إذا وصل إلى المسجد ماذا يصنع؟ نعم. Và khi mà chúng ta bước tới thánh đường thì việc gì chúng ta sẽ làm đầu tiên? الأصل أنه يقدم السنة يقدم الرجل اليمنى عند الدخول. Thì việc đầu tiên mà chúng ta nên làm đó chính là chúng ta hãy bước vào thánh đường bằng chân phải trước. يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Và tiếp theo đó chính là chúng ta cầu xin như là cầu xin tốt đẹp cho nabi của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتقدم إلى الصف الأول. لا يتأخر. Và chúng ta hãy nhanh chóng bước tới cái hàng đầu tiên và đừng bao giờ làm chậm trễ nó. المرأة هي تتأخر أو تصلي في مصلى النساء. Thì những người phụ nữ họ sẽ chậm trễ cái việc này và họ bước tới những khu vực hành lễ dành riêng cho phụ nữ. لا يتكلم في المسجد عن البيع والشراء ولا عن السياسة. نعم. Và đừng bao giờ bước tới thánh đường và chúng ta nói những câu chuyện liên quan đến việc buôn bán hay những câu chuyện liên quan tới những cuộc sống hàng ngày của chúng ta.